Chúng con dâng lời cảm ơn Ngài cho buổi sáng này học trong lời của Chúa trong Lê Vi Ký chương 12. Chúng con cầu nguyện và xin thần linh Chúa ngày soi dẫn cho chúng con, làm sống lời này chúng con trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Câu 1 đến câu 4, Đức Yêu Ba phán cùng môi xe rằng, hay nói cùng dân Israel rằng, khi nào một người đàn bà thọ thai và sanh một con trai thì phải bị ô uế trong 7 ngày, như trong kỳ kinh nguyệt. Qua ngày thứ 8, người ta phải làm phép cắt bì cho đứa trẻ. Đoạn, người đàn bà phải kiêng trong 30 ngày, đương khi huyết mình được sạch không nên đụng một vật thánh nào hay là đi tới nơi thánh cho đến kỳ làm thanh sạch được trọn rồi. Khi một đứa con trai được sinh ra thì cái nghi lễ đó sẽ như thế nào? Khi sinh ra rồi thì nó phải bị ô ấy người mà hai mẹ con chịu trong sự ô ấy trong 7 ngày, người đàn bà chịu ô ấy trong 7 ngày. Đứa trẻ sau đó được cắt bao quy đầu vào ngày thứ 8 với nghi lễ ô ế kéo dài uh, kiêng thêm 33 ngày, tổng cộng là 40 ngày theo nghi lễ ô ế khi sinh con trai, còn con gái thì gấp đôi ta nhớ ừ. cái này nó được quy định cái ngày này ấy, là nó quy định ở trên trên cả ngày sa bát có nghĩa rằng là nếu như cái ngày thứ 8 và là ngày cắt bì ấy, trùng vào cái ngày sa bát thì nó vẫn cứ xảy ra chú mới nói trong răng chương 7 ấy, ta làm sự chữa lành nhưng còn các ngươi ấy, cái phép cắt bì ấy, cho đứa trẻ ấy, thì khi nó trùng vào cái ngày Sa bát thì họ vẫn làm sách tin lành răng chương 7 câu 19 câu 23 Môi xe há chẳng ban luật pháp cho các ngươi sao, mà trong các ngươi không một ai tuân theo luật pháp, cớ sao các ngươi kiếm thế giết ta? Dân chúng trả lời rằng, ngươi bị quỷ ám, nào ai là người tìm thế giết ngươi? Đức Chúa Giêsu đáp lại rằng, ta đã làm một việc, các ngươi thảy đều lấy làm lạ. Môi xe đã truyền phép cắt bì cho các ngươi, phép đó không phải bởi môi xe nhưng bởi tổ tông. Và các ngươi làm phép cắt bì cho người đàn ông trong ngày sa bát. Nếu người đàn ông chịu phép cắt bì ngày sa bát cho khỏi phạm luật pháp môi xe, thì sao ta chữa cho cả mình. Cả mình ở đây có nghĩa là cho toàn bộ con người, cả tâm hồn, cả linh hồn, thân thể của người bệnh được lành trong ngày Sa-bát mà các ngươi nổi giận. Câu 24 là đừng cứ bề ngoài mà xét đoán, nhưng phải xét đoán theo lẽ công bình. Người phụ nữ đó sẽ không nên đụng vào một vật thánh nào hay là đi tới nơi thánh. Thời gian đã được chỉ định về nghi lễ tẩy huế này được coi là một thái độ tiêu cực đối với việc sinh nở hoặc sinh con. Đức Chúa Trời ra lệnh sinh đẻ con cái, trong đó người đàn ông được truyền lệnh là hãy sinh sản và làm cho đầy dãy đất. Sang thế kỷ chương 1 câu 28, Đức Chúa Trời ban phước cho loài người và phán rằng hãy sinh sản thêm nhiều, làm cho đất đầy dãy, đầy dãy đất, hay làm cho đất phục tùng, hãy quản trị loài cá dưới biển, loài chim trên trời cùng các vật sống hành động trên mặt đất. Con cái thì được coi là món quà của Đức Giê-hô-va ban cho. Thi Thiên 127 câu 3 Kìa con cái là cơ nghiệp của Đức Giê-hô-va bởi Đức Giê-hô-va mà ra bông cái trái của tử cung là phần thưởng. Và người phụ nữ có nhiều con thì được coi là ban phước, thì được phước. Thì Thiên 128 cũng câu 3. Vợ ngươi ở trong nhà ngươi sẽ như cây nho thành mậu con cái ngươi ở xung quanh bàn ngươi khác nào những chồi olive. Chìa khóa để hiểu cái nghi lễ này là hiểu về ý tưởng nguyên tội của tổ phụ. Thật tuyệt vời khi một đứa trẻ chào đời, Đức Chúa này muốn nó được ghi nhớ rằng cứ mỗi lần sinh ra lại có một tội nhân khác vào trong thế gian và người phụ nữ ở đây có trách nhiệm tượng trưng là đưa một tội nhân mới vào trong thế gian. Và thế gian ấy, tức là gian như thế. Có lẽ cũng quan trọng không kém. Thời gian nghi lễ tẩy uế này đã làm cho người mẹ vừa mới sinh con xong được nghỉ ngơi và được cách ly, được yên tĩnh. Và chắc chắn đó là điều bà cần. Câu 5. Còn nếu người sinh con gái thì sẽ bị ô uế trong 2 tuần, nhưng trong kỳ kinh nguyệt thì phải kiêng 66 ngày hầu cho huyết mình được sạch. Nếu cô ấy mang một đứa sinh ra một đứa con gái thì sẽ bị ô uế cái thời gian là gấp đôi 2 tuần và khoảng thời gian cho mỗi giai đoạn đều gấp đôi so với khi sinh con trai. Khi sinh con gái thì một phụ nữ bị ô uế trong 14 ngày, sau đó là 66 ngày người người phụ nữ đó sẽ tiếp tục làm cái sự thanh tẩy, cái lễ thanh tẩy của mình, làm theo lễ thanh tẩy của mình ở trong 66 ngày sau đó. Khoảng thời gian của nghi lễ tẩy uế cho ra đời khi mà sinh một bứa, be, đứa bé gái ấy, thì không nên hiểu đó là một hình phạt. Nhưng thay vào đó nó được liên kết với ý tưởng, được nêu ở trong các câu trước là thời gian của sự ô ấy dành cho trách nhiệm tượng trưng là bởi vì là đưa những tội nhân khác vào trong thế gian và khi sinh một đứa bé gái thì có thể nói là người mẹ sinh một tội nhân đẻ ra những đứa con khác nó đẻ ra những tội nhân khác một số người thì cũng cho rằng khoảng thời gian dài thì liên quan đến việc uh, sinh con gái là do bé gái thường nhỏ hơn khi sinh và điều này cũng cho phép nhiều thời gian hơn để người mẹ tập trung chăm sóc và quan tâm đến đứa trẻ ngoài ra vì con trai được đánh giá cao hơn cho nên thời gian ở nhà lâu hơn của bà mẹ đối với con gái mới sinh cũng là khoảng thời gian làm cho gia đình có sự gắn kết sâu sắc hơn trong một khoảng thời gian dài là đối với con gái mới sinh ấy câu 6 đến câu 7. Khi kỳ làm mình cho thanh sạch về đứa trai hay gái đã chọn rồi, người đàn bà phải dâng cho thầy tê lễ tại cửa hội mạc. Một chiên con một tuổi đặng làm của lễ thiêu và một bồ câu con hoặc một cu con đặng làm của lễ chuộc tội. Thầy tê lễ dâng con sinh đó trước mặt Đức Yêu Va làm lễ chuộc tội cho người. Sự lưu huyết người sẽ được sạch. Đó là luật về người đàn bà sinh con trai hay con gái. Nghi thức của lễ tẩy uế sau khi sinh ấy, và của lễ chuộc tội những cái của tế lễ đó là bắt buộc một là của lễ thiêu và sau đó là cần có của lễ chuộc tội nữa câu 7 thầy tế lễ sẽ dâng con sinh đó trước mặt đức giê-hô-va làm lễ chuộc tội cho người đây là một của lễ căn bản để chuộc tội giữ người phụ nữ chịu trách nhiệm tượng trưng trong việc mang một tội nhân vào thế gian này của tế lễ hy sinh bắt buộc giống như đối với người mẹ là khi sinh ra người nam hay là nữ vào trong thế gian này Câu 8, còn nếu người không thế lo cho có một chim con thì phải bắt hai chim cu hoặc hai con bổ câu con. Con này dùng của lễ thiêu, con kia dùng làm của lễ trục tội. Thầy tế lễ sẽ làm lễ trục tội cho người và người sẽ được sạch cũng có cái sự mà làm nhẹ gánh cho người nghèo. Đức Chúa Đại biết rằng không phải mọi gia đình ở Israel có thể đem đến một cơn cừu để làm vật hiến tế khi sinh một đứa bé. Vì vậy, Ngài cũng cho phép là dân cái của tế lễ hi sinh này nó ít hơn là bằng hai con chim cu hay là hai con chim bồ câu con. Gia đình của Chúa Giêsu chỉ dâng một cặp chim cu khi mới sinh. Điều này cho thấy Chúa Giêsu -xu không xuất thân từ một trong một gia đình giàu có. Luca chương 2 câu 22 đến 24. Khi đã hết những ngày tinh sạch rồi, theo luật pháp môi xe, Joseph và Mary đem con trẻ lên thành Jerusalem để dâng cho Chúa. Như đã chép trong luật pháp Chúa rằng, hãy con trai đầu lòng phải dâng cho Chúa, lại dâng một cặp chim cu hoặc chim bồ câu con như luật pháp đã truyền. Diễn giải của Matthew Henry sau các luật liên quan đến đồ ăn tinh sạch và ô uế là tiếp đến các luật liên quan đến con người tinh sạch hay là và ô uế con người truyền bản chất sa đọa của mình cho con cháu vì vậy ngoại trừ sự chết chuộc tội của đấng Chris và sự thánh hóa nhờ nên thánh nhờ được thánh linh giúp đỡ cho chúng ta thì cái phước lành ấy ban đầu đó là hãy gia tăng và sinh sản nhiều lên trong sáng thế kỷ một hai tám nó lại trở thành kể từ khi con người phạm tội, nó lại trở thành một cái lời nguyền rủa kinh khủng đối với dòng giống con người đã bị sa ngã phạm tội và bởi vì con người đã hiệp thông với tội lỗi và sự khốn khổ. Hãy để những người phụ nữ nhận được lòng thương xót từ Đức Chúa trời khi sinh con với tất cả lòng biết ơn sự tốt lành của Đức Chúa trời đối với họ. Điều này sẽ làm đẹp lòng Chúa hơn là của tề lễ. Luật ở đây tuyên bố người phụ nữ nằm uh, cách ly ở trong nghi lễ tẩy uế người Do Thái, nói luật pháp mở rộng đến cả việc phá thai. Nếu đứa trẻ được hình thành đến mức có thể phân biệt được giới tính, thì họ vẫn áp dụng cái này cho người phá thai. Thứ nhất là có một số thời gian bị cách ly nghiêm ngặt ngay sau khi sinh kéo dài 7 ngày đối với con trai, 14 ngày đối với con gái. Câu 2 và câu 5. trong những ngày này, người phụ nữ phải cách ly đối với chồng và bạn bè và những người mà bắt buộc phải đến để làm một lễ tẩy uế thì đó là một lý do tại sao những người đàn ông không được cắt bao quy đầu cho đến ngày thứ 8 là bởi vì những đứa đứa bé trai không được cắt bao quy đầu cho đến ngày thứ 8 là bởi vì chúng tham gia vào sự uế của người mẹ trong những ngày cách ly Thứ hai cũng có một thời gian dài hơn được chỉ định cho việc thanh tẩy của họ gấp đôi thời gian kéo dài đó nếu là nữ câu 4 và câu 5 trong thời gian này họ chỉ bị cách ly khỏi nơi tôn nghiêm và bị cấm ăn lễ vượt qua hoặc ăn của lễ bình an. Hoặc nếu là vợ của một thầy tế lễ thì là để ăn bất kỳ một thứ gì thánh khiết ở nơi thánh. Tại sao thời gian của cả hai thời gian đó lại gấp đôi của nữ so với của nam? Chúng ta không thể chỉ định cái lý do gì ngoài ý muốn của đấng ban ra luật pháp. Trong Chúa Jesus Christ thì không có sự khác biệt nào giữa nam và nữ. Galatia chương 3 câu 28. Tại đây không còn chia ra người Juda hay là người Kerek, không còn có người tôi mọi hoặc người tự chủ, không còn đàn ông hoặc đàn bà, vì trong Đức Chúa Giêsu Christ anh em thảy đều là một. Colossae chương 3 câu 11. Tại đây không còn phân biệt người Kerek hoặc người Juda, người chịu cất bì hoặc người không chịu cất bì, người dã man tức là người ngoại đấy hoặc là người si te cũng là một giống người ngoại, người tôi mọi hoặc là người tự chủ, nhưng Đấng Christ là mọi sự và trong mọi sự. Nghi lễ tẩy uế này mà luật pháp đã đặt lên người phụ nữ khi sinh con là để biểu thị sự ô nhiễm, sự truyền nhiễm của tội lỗi mà tất cả chúng ta đều sinh ra ở trong đó. Thi Thiên 51 câu 5 Kìa tôi sinh ra trong sự gian ác, mẹ tôi đã hoài thai tôi ở trong tội lỗi. Và nếu rễ ô uế thì cành, nhánh cũng ô uế. Ai có thể đem vật sạch ra khỏi sự ô uế được? Nếu tội lỗi đã không xâm nhập thì không có gì ngoài sự trong sạch và danh dự sẽ đã tham gia vào tất cả những thành phẩm của phước lành lớn lao, tức là điều răn của Chúa đó, là hãy sinh sôi nảy nở và làm cho đầy dậy đất. Nhưng bây giờ thì bản chất con người đã bị thoái hóa, việc truyền bản chất đó được đặt dưới những dấu hiệu thất sủng này, đó là phải cách ly, đó, làm cái lễ tẩy uế, bởi vì tội lỗi và sự hư hỏng được truyền bá cùng với nó và để tưởng nhớ đến lời nguyên rủa, sự nguyên rủa đối với người phụ nữ đầu tiên phạm tội rằng người nữ sẽ sinh con trong đau đớn mà ở đây có thể nói thêm đó là sự xấu hổ và việc cách ly người nữ người phụ nữ trong rất nhiều ngày ra khỏi nơi thánh và tất cả mọi sự tham gia vào những điều thánh biểu thị rằng sự hư hỏng ban đầu của chúng ta tội lỗi mà chúng ta đã mang vào thế giới thế giới này sẽ loại trừ chúng ta khỏi sự nếm trải đức chúa trời và những ân huệ của ngài nếu như ngài không nhân từ cung cấp cho chúng ta sự thanh tẩy một người phụ nữ đang ở cữ khi thời gian đã mãn để trở có thể trở lại được nơi thánh thì không được đến đó tay không. Nhưng phải mang theo của lễ. Trong câu 6, thứ nhất là của lễ thiêu, một con cừu non nếu như người có thể lo được. Nếu nghèo thì là một con chim cu hoặc chim bồ câu con. Cô có thể dâng điều này lên để tạ ơn Chúa vì lòng thương xót của Ngài dành cho cô trong việc đưa cô an toàn vượt qua những đau đớn sau khi mang thai và sinh con, tất cả những nguy hiểm và những cái khó khăn lúc cái thời gian sau đó, lúc ở cữ ấy cũng như mong muốn và hy vọng sự ưu ái hơn nữa của Đức Chúa trời dành cho cô và cho đứa con khi một đứa trẻ được sinh ra thì có niềm vui và có hy vọng và do đó thật đúng đắn khi mang đem dâng những lễ vật này vì những gì chúng ta vui mừng chúng ta phải cảm tạ và những gì chúng ta hy vọng thì chúng ta phải cầu nguyện nhưng ngoài điều này ra thì thứ hai ấy là cô phải dâng lễ vật chuộc tội lỗi và người nghèo với người giàu giống nhau là một chim cu hoặc là chim bồ câu con bởi vì bất cứ sự khác biệt nào giữa người giàu và người nghèo có thể có ở trong sự hy sinh của dân của lễ hy sinh này sự uh, thì nó không được phép không được phép có sự khác biệt nào sự chuộc tội đều giống nhau với cả hai việc dân của lễ chuộc tội này cũng nhằm mục đích thứ nhất là để hoàn thành sự tanh tẩy của cô khỏi sự ô uế theo nghi lễ mặc dầu bản thân nó không phải là tội lỗi nhưng là điển hình cho một sự ô nhiễm về đạo đức hoặc thứ hai để chuộc tội cho hành động thực sự là tội lỗi hoặc là mong muốn rất nhiều về sự ban phước cho đứa trẻ, cho con trẻ vì hoặc là vì những cái lỗi lầm của người mẹ trong lúc sinh con do bất mãn hoặc là thiếu kiên nhẫn. Chỉ nhờ đấng Chris của Tê lễ trục tội một lần đủ cả thì sự hư hoại của bản chất tự nhiên chúng ta mới được xóa bỏ. Và điều đó là do chúng ta không bao giờ bị loại trừ khỏi nơi thánh và không được ăn những vật thánh. Theo luật này, chúng ta thấy rằng bà Mary, mặc dầu bà không mang thai Chúa Giêsu trong tội lỗi như những người khác, nhưng bà đã hoàn thành những ngày thanh tẩy và sau đó đã trình bày, đã dâng đứa con trai của mình lên cho Đức Chúa Trời và Chúa Giêsu là con đầu lòng và dâng lễ vật riêng một đôi chim cu theo như quy định. Luca chương 2 câu 2 đến 24. Cha mẹ của Đức Chris nghèo đến nỗi họ cũng không có thể mang dâng một con chiên làm của lễ thiêu và đấng Christ đã được sinh ra dưới luật pháp sớm như vậy để cứu chuộc những người ở dưới luật pháp. Đạo đức của luật này buộc những người phụ nữ đã nhận được lòng thương xót từ Đức Chúa Trời khi sinh con với tất cả lòng biết ơn được sở hữu lòng nhân từ của Đức Chúa Trời đối với họ, thừa nhận mình không xứng đáng với điều đó và đó là cách thanh lọc tốt nhất đối với những người phụ nữ đã được cứu trong việc sinh con. Từ đó chúng ta thấy vì sao mà Paulo nói trong một Timothy chương 2 câu 15. Do vậy nếu đàn bà lấy đức hạnh mà bền đỗ trong đức tin, trong sự yêu thương và trong sự nên thánh thì sẽ nhân đẻ con mà được cứu rỗi. Để tiếp tục trong đức tin, đức ái và sự thánh khiết với sự thanh cao vì điều này sẽ làm đẹp lòng Chúa hơn là con chim cu hay là chim bồ câu con cảm ơn chúa câu trong khi mà người đàn bà nhân đẻ con mà được cứu rỗi nó liên hệ đến đức hạnh bền đỗ trong đức tin trong sự yêu thương có nghĩa là đưa đứa con tội lỗi vào trong thế gian ấy thì cũng cần cho nó nhận biết chúa lấy đức tin đức hạnh bền đỗ trong đức tin trong sự yêu thương và trong sự nên thánh và trong sự nên thánh là cùng với đứa con dạy con kinh thánh không ghi là cha của môi xe dạy môi xe nhưng mà cái sự dạy dỗ của người mẹ ảnh hưởng đến môi xe mà môi xe biết được sự dạy dỗ về văn hóa của người israel và đây thì chúng ta hiểu là không phải là chỉ về cái việc nhân đẻ con mà là nếu cái, cái điều kiện trước đó là nếu như người đàn bà lấy đức hạnh bền đỗ trong đức tin trong sự yêu thương và trong sự nên thánh thì tức là cái đức hạnh đức tin và cái nếp sống mà nó làm cho đứa con ấy, sinh ra ra đời cùng với người mẹ nó được nhận biết sự công bình của Chúa nhận biết được tay phải và tay trái bên tả và bên hữu ấy, điều tốt và điều xấu Cảm ơn Chúa. Chúng con dân lời cảm tạ ơn Ngài cho lời của Ngài trong buổi sáng ngày hôm nay.